Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Scar thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Đến với video ngày hôm nay thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhé. Theo yêu cầu của số đông anh em thì đây, mình lại tiếp tục quay lại đi làm thử thách cho anh em. Và khởi động những cái thử thách gian nan sắp tới thì hôm nay mình sẽ đi làm một cái thử thách dễ dễ trước nhá. Thực ra thì nó cũng không dễ đâu anh em. Đó là chỉ sử dụng ba lô để lấy top 1. Thì hôm nay mình lỡ tay ấn nhầm nhảy xuống cái kho sự, đâm ra nó hơi đông một chút. Ây da, hơi khó rồi. Cây AOG này, à chạy kìa. Ôi ôi, bắn mãi mới chịu chết. Không biết là ăn gì mà trâu thế. Rõ ràng là bạn ấy vừa bắn nhau với một anh chàng ở dưới đó, giết bạn dưới đó xong rồi mà mình bắn bao nhiêu mới chịu gục. Thử thách của video lần này thì mình sẽ không sử dụng luôn con pet mà nó tăng cái lượng đạn súng trường nhá. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì hình như là con báo thì phải. Nhưng mà thôi, chơi cái con chim cánh cụt cho nó lợi. Tại vì là chim cánh cụt nó đẻ được bông keo. Mình sẽ cố gắng căn cái lượng đạn súng trường với lại đạn súng tiểu liên cho nó hợp lý vậy. Mặc dù nó hơi khó một chút. Với cái ba lô 1 thì chúng ta không nhặt được quá nhiều, chỉ nhặt được vừa đủ để giết 1 đến 2 người, xong lại phải tiếp tục bổ sung đồ. Đấy là còn chưa kể nếu như là mình nhặt nhiều bom keo hoặc là nhiều lựu đạn thì cái lượng đạn nó sẽ bị giảm đi một chút nữa. Có người kìa. Ăn đang giáp. Ây da, không kè đâu. Ui, tiếc quá. Một anh chàng khá là thông minh. Bạn ấy vừa ăn đang giáp, bạn ấy vừa nhún nhún anh em ạ. Đâm ra là hơi khoai. Nhún điệu nghệ thế này thì chịu rồi. Làm sao mà bắn hết shot được. Đây, lựu đạn đây. Không nổ à? Ghê đấy, tay to đấy. Tay to đấy. Bom keo nhiều thế. Yên tâm. Ô, căn lựu đạn kìa. Ây da, giàu đấy. Đại ra đây rồi. Đại ra đây rồi. Đại ra đây rồi. Mình xin nhá. Ôi, vẫn còn bom keo này nhé. Dã man không? Từ từ, mình vứt bớt đạn tiểu liên đi. Ok chưa nhỉ? Rồi. Đạn tiểu liên thì mình cũng giữ khoảng tầm 50 đến 100 viên thôi. Súng trường cũng vậy. Tí nữa nếu như mà mình nhặt được nhiều lựu đạn và nhiều bom keo hơn thì mình sẽ giữ khoảng tầm 50 viên thôi. Nhưng mà bây giờ đang chưa có đồ gì nên là chúng ta vẫn đang thoải mái trong cái việc nhặt đạn. Xác ở đây nhiều ghê luôn á. Bông keo này. Đó. Thấy không? Đến lúc phải gọi là cân đo đong đếm từng viên đạn rồi. Rồi ok. Được rồi. Trên này lại còn có khinh khí cầu nữa chứ. Ây da. Đáng chơi game pin yếu. Hy vọng là nốt trận này mình sẽ hoàn thành cái thử thách. Chứ không sao lại bị đến nơi rồi. Cũng may cho mình là khi cái cầu này nó lại không có quá nhiều bom keo. Chứ không lại phải lụ bom keo thì lại phải vứt bớt đạn. Bom keo thì nhặt bao nhiêu cũng không thừa anh em ạ. Nên là nhặt được thì cứ nhặt thôi. Nhưng mà đừng có nhặt nhiều quá nhé. Cứ tầm 15 trái là vừa rồi. Nhiều quá thì thứ nhất là không ném hết. Thứ hai là nó rất là chiếm cái ba lô. Trong được gỗ có người. Lon tan nó tội. Ok. Lâu lắm rồi mới bắn lại cái chiêu huyền thoại ngày xưa. Không biết là anh em còn nhớ không. Nhưng mà ngày xưa mình chơi pha mát ấy, mình toàn bắn kiểu đấy thôi. Cứ ngắm bắn. Đó, sướng lắm. Nhưng mà bây giờ thì không bắn kiểu đấy được rồi. Cái chiêu này chỉ áp dụng khi mà địch không thấy mình thôi. Chứ còn nếu như mà địch mà thấy mình ấy, mà còn bắn theo kiểu nhấp nhô vậy ấy, thì rất dễ là bị địch kéo bay đầu. Tại vì là đâu ấy. Tại vì là khi mà anh em bắn kiểu như vậy ấy, thì anh em phải đứng im mà. Cái chân lòi anh em ơi.
Mình bắt đầu thấy nó lác lác ở đây anh em ạ. Điện thoại của mình mà cứ xuống khoảng tầm 2% pin ấy thì bắt đầu nó lác dần đều. Và càng pin càng thấp thì nó sẽ càng lác. Không biết là điện thoại của anh em có bị như vậy hay không. Cắm sạc chơi game thì sợ pin nổ. Không cắm sạc thì sợ đang dở trận đấu nó lại hết pin. Đâu rồi? Anh chàng trên này chạy đâu rồi? Ồ. Mất tích luôn rồi anh em ạ. Đi đâu rồi nhờ? Đang bắn nhau cái quay lại không thấy đâu luôn rồi. Sợ không? Thôi, nhánh này thì mình cũng chịu rồi. Đi kiếm người khác vậy. Bỏ trái bông choáng đi. Đỡ nặng ba lô. Nếu như mà anh em mà có cái thử thách gì hay hay ấy thì anh em cứ đặt ra cho mình. Xong cày thế nhỉ. Nãy giờ không bắn đi. Đến cái lúc đang chuẩn bị nói thì lại bắn. Ở đâu nhờ? Đây rồi, đôi giày. Đây rồi. Easy anh em ạ. Nhưng mà hình như là cái anh chàng này là anh chàng khác. Cái góc mà ban nãy bắn mình là góc khác cơ. Ui đây đây, nó lag đây anh em. Đây rồi. Mình thấy bạn rồi. Bắn đầu đấy. Không biết là có phải AWM hay không. Nhưng mà có vẻ như là không đau lắm anh em ạ. A đúp thường là 150 dam cơ. Yeah. Cuối cùng thì bạn cũng xong. Làm bắn mình nhỉ. Giải quyết xong anh em. Đấy thì ban nãy mình đang nói rõ là nếu như mà anh em có bất kỳ cái thử thách gì mà hay hay mà trong tầm làm được thì anh em cứ comment xuống bên dưới nhá. Thì mình sẽ xem và làm dần dần. Nói chung là không thể nào mà đùng một phát mà làm tất cả những yêu cầu của anh em được. Nên là anh em cứ bình tĩnh rồi mình sẽ làm dần dần. Một tuần thì mình sẽ làm hai cái thử thách này, hai cái solo squad, hai cái ghép ngẫu nhiên và sẽ đi quay một cái vlog. Vlog thì đợt này mình sẽ quay được nhiều hơn tại vì là mình vào trong chỗ mail rồi, đâm ra là có nhiều người, nhiều thứ để quay hơn. À dạ. Lên đây. Lên đây. Chán chưa? Nào, bây giờ bạn tính sao? 3 2 nè. Đấy, quả này biết chất này. Đấy, ui. Giáp trâu thế. Quả nữa này. Bùng. Trời ơi. Ông nội này giáp bao nhiêu đây? Rồi, xong rồi. Trâu thật anh em ạ. Chưa có lần nào mà mình ném lựu đạn mà chúng chính diện như thế mà lại trừ có bốn mấy máu. Dã man. Nhìn một đống đồ mà không nhặt được. Anh em thấy có tức không? Thôi, bỏ thôi chứ biết sao giờ. Chúng ta đang làm thử thách mà. Hiện tại thì còn 11 người. Bây giờ thì mới là cái bo thứ hai mà thôi. Nhưng mà tính ra là anh em bắn nhau ở đầu game cũng nhiều. Bo này mà cũng còn 11 người là ít đấy chứ. Đâu phải nhiều đâu. Hy vọng kiếm được thêm 4 kill nữa là đẹp. Mình thì cũng không còn nhiều đâu anh em. 10 kill được rồi. Đây rồi. UAV anh em ơi. Có một anh chàng chạy vào bo. Từ từ. Đứng đây kê xem là bãi chạy hướng nào. Đâu rồi? Ơ? Vừa thấy ngoài. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Khó nhỉ. Bạn ấy chạy ngang. Đâm ra là mình bắn cũng khó. Mà vuốt tậm cũng khó. Đành chịu vậy thôi. Qua đây công trực diện vậy. Đằng nào cũng yếu rồi mà. Đi đâu đấy bạn ơi. Đi đâu đấy bạn ơi. Ok. Xong. Đấy. Mình không xin nhiều đâu. Xin nhẹ mỗi mấy băng đạn súng trường thôi. Có mỗi súng bông keo thì cũng hết luôn cả bông keo rồi.
Bò khoai thế không biết. Mấy cái trận làm thử thách toàn mấy cái trận bò khoai thôi. Còn 3 người. Như vậy là cái giấc mơ 10 kill của mình không được rồi anh em. Nhiều lắm thì cũng chỉ được 9 kill là cùng thôi. Ui. Ngay sau lưng. Ngay sau lưng. Ngay sau lưng này. À đúp hả? Sợ quá. Bé cuối cùng. Còn bé cuối cùng anh em ạ. Giây phút quan trọng nhất đây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình hay chết bởi cái lúc mà top 2, top 3 lắm. Anh em đừng nghĩ là mình có duyên với số 2 nha. Không phải đâu, đừng nghĩ vậy. Rồi, lụm nhiều nhiều bom keo chút. Giờ này thì lụm bom keo được. Còn có mỗi một người thôi mà. Mình cũng không cần lụm nhiều đạn để làm gì. Thấy rồi anh em ạ. Thấy rồi anh em ơi. Thấy rồi anh em ơi. Bạn ấy hình như là gạ chảo mình như sao ấy. Nhưng mà thôi, sorry bạn rất là nhiều nhá. Tại vì là mình đang làm thử thách nên đâm ra là mình cũng không cận chiến được. Có gì nếu như mà xem được clip này thì thông cảm cho mình nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!